Sky Tiger là dự án hệ thống phòng không do Tập đoàn Quốc phòng Hanwha Defense và 200 công ty nhỏ khác của Hàn Quốc tham gia phát triển cho quân đội nước này. Điểm mạnh của tổ hợp này đến từ sự kết hợp từ tháp pháo K-30 Piho đã được Hanwha Defense sửa đổi, được đặt trên khung gầm của xe thiết giáp bánh lốp K-808 của hãng Hyundai Rotem. Cụ thể, tháp pháo bao gồm pháo nòng đôi cỡ 30mm có tốc độ bắn tối đa 1.200 phát trên phút, tầm bắn 3.000m, cùng các khí tài trinh sát hiện đại hay hệ thống phát hiện và xác định mục tiêu, điều khiển hỏa lực kỹ thuật số. Trong khi đó, xe K-808 giúp tăng độ cơ động của Sky Tiger khi có thể đạt tốc độ 100km/h. Ngoài ra, động cơ phản lực lắp phía sau cho phép xe vượt địa hình ngập nước với tốc độ 10km/h. Xe sử dụng lớp giáp bảo vệ tiêu chuẩn, có thể chống chịu được với hỏa lực bộ binh hay mìn. Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch trang bị khoảng 270 hệ thống Sky Tiger nhằm nâng cao hơn nữa khả năng chống lại máy bay có động cơ và máy bay không người lái bay thấp.